Thực hành mổ cá. Một La Mã yêu cầu: thứ nhất, nhận dạng được một số nội quan của cá trên mẫu mổ và quan sát bộ xương cá. Thứ hai, rèn luyện kỹ năng mổ động vật có xương sống. Hai La Mã chuẩn bị: thứ nhất, cá chép nhỏ hoặc cá giết. Chuẩn bị theo nhóm từ 4 đến 6 học sinh một mẫu mổ. Thứ hai, bộ đồ mổ và khay mổ, đinh ghim. Thứ ba, tranh vẽ các nội quan và não cá. Thứ tư, mẫu mổ tiêm màu nếu có. Thứ năm, mô hình não cá hoặc mẫu não mổ sẵn. Ba La Mã nội dung. 1. Cách mổ. Cắt một vết trước hậu môn và mổ bắt đầu từ A dọc bụng cá cho tới B. Nâng mũi kéo tránh cắt vào các nội quan vùng bụng và tim nằm ở gần vùng vây ngực. Cắt tiếp theo đường BC vòng theo nắp mang. Sau đó cắt theo đường EDC qua các xương sườn, dưới cột sống và lật bỏ. Cuối cùng cắt tiếp xương nắp mang theo đường CB' để lộ toàn bộ nội quan. 2. Quan sát cấu tạo trong trên mẫu. Xác định vị trí của các lá mang, tim, dạ dày, ruột, gan, mật, thận, tinh hoàn hoặc buồng trứng, bóng hơi, có thể đối chiếu với hình 32.3. Gỡ để quan sát rõ các cơ quan. Gỡ dần ruột, tách mỡ dính vào ruột, ghim vào giá mổ để thấy rõ dạ dày, gan, túi mật, các tuyến sinh dục, buồng trứng hoặc giải tinh hoàn. Bóng hơi, tìm hai thận màu tím đỏ ở sát sống lưng hai bên cột sống, trên bóng hơi. Tim nằm gần mang, ngang với vây ngực. Quan sát bộ xương cá, hình 32.2. Quan sát mẫu bộ não cá. Sau khi quan sát từng nhóm trao đổi, nêu nhận xét về vị trí các cơ quan và vai trò của chúng theo thứ tự ghi ở cột trống bảng dưới. Bảng các nội quan của cá. Các em kẻ bảng gồm có 2 cột, 8 hàng. Hàng thứ nhất cột 1, tên cơ quan. Cột 2, nhận xét và nêu vai trò. Hàng thứ 2 cột 1, mang. Hàng thứ 3 cột 1, tim. Hàng thứ 4 cột 1, thực quản, dạ dày, ruột, gan. Hàng thứ 5 cột 1, bóng hơi. Hàng thứ 6 cột 1, thận. Hàng thứ 7 cột 1, tuyến sinh dục, ống sinh dục. Hàng thứ 8 cột 1, bộ não. 4 La Mã thu hoạch. Mỗi nhóm báo cáo nhận xét về một hệ cơ quan. Các nhóm khác bổ sung.